Rồi, mình chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ mở một cái này ra cho anh em coi bên trong nó có cái gì nha. Đó. Thì trước tiên anh em mở này ra, mở bốn con vít này ra, anh em sẽ có được một cái gọi là cái dạng cơ nha. Đây là cái dạng cơ của nó nè. Thì nó có đây một cái đòn này. Em thấy không? Ở đây nó sẽ có một cái chỗ để nước qua nè. Khi mà anh em đó nước mà nó chảy qua đây nè, anh em mà nước nó chảy qua đây nó sẽ đá tiếp điểm nè, không phải đá tiếp điểm mà nó có một cái cảm biến nha. Đó ở trên, để mình mở này cho anh em coi luôn. Khi mà nước qua thì nó sẽ đưa cái này lên cái tiếp điểm này. Ở đây có cục 500 này nha, nè anh em thấy không? Đó thì cái mặt này mà mở ra nè, nãy mình kể trước ra cho nhanh nè. Thì ở trong đây sẽ có một con linh kiện, mình nghi con này là con, không biết anh em biết con này con gì thì comment cho mình biết nha. Mình chắc mình nghĩ con này là con một con SCR. Ở dưới nó sẽ có một cái con ở dưới cho ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nó sẽ có một cái cảm biến á, cái cảm biến này cảm biến cơ á. Khi mà 500 này đụng vô nè, khi mà cái 500 này nó đá lên nó sẽ hít hai cái tiếp điểm lại với nhau đó. Cái con này nó y chang như cái con mà ở trong cái máy nước nóng á, cái con cảm biến trong máy nước nóng á, gắn ngay chỗ cái đầu cấp nước á, nước lạnh á. Anh em nào mà có mở cái máy nước nóng ra nó sẽ có một cái con, y chang như con này nè. Nó có hai cọng dây để điều khiển khi mà có nước nó mới cho cái bo mạch chạy nha. Đó thì nó chỉ như thế này thôi. Đó thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em. Đó, đây là một cái đầu răng trong 27 nè. Đầu này đầu răng ngoài 21. Đó, nó chỉ như vậy thôi. Đó, ở đây nó có một cái con cảm biến nó nằm ở dọc chỗ này nè. Khi mà cái tiếp điểm này nè. Ừ. Khi mà tiếp điểm này nó đá lên nè. Nó đá lên thì nó sẽ hít hai cái tiếp điểm này đóng lại với nhau, kích cho con này dẫn là đó. Rồi thôi mình chia sẻ vậy thôi nha, chào mọi người.